hai chồng không có đủ của tiền tiền mặt đó cả nhà. Thấy bà nội không, rồi hai mẹ con mình đây giữa chén luôn rồi chứ sao giờ. Hello, hello. Các bà cô chú ơi, Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Ở Đây Xa. Bữa nay sinh nhật của Nguyên nè cả nhà, cho nên Nguyên kêu chồng Nguyên ra ngoài ăn. Nguyên có đem theo bình cháo của cho A Chiên nè, cho A Chiên ăn ăn ké. Nấu cháo ở nhà đem theo cho A Chiên ăn. Tại cơm ở ngoài quán á cả nhà, nó cứng lắm. A Chiên ăn không có được, nuốt cái là nôn ra hết à. Trời ơi, hoa dưỡi niềm yêu xe hàn. A Chiên tưởng là ba không có đi, la lên kêu ba đi hả? Kêu ba đi hả con? Không, A Chiên chịu không? Ba để A Chiên ở nhà nha. Hả? Hả? Bà ba phân A Chiên che che đi. Để A Chiên ở nhà là A Chiên biết chứ. Khóc luôn á. Không, A Chiên đi chơi là A Chiên phái lắm. Cả nhà, nhà hàng của người qua. Cái nhà hàng này Nguyên thường là ở đây ăn lắm. Ở trong đó có phòng đó, nhưng mà Nguyên nghĩ Nguyên ngồi ở ngoài. Đó. Cái nhà lên Google gõ cái tên này lên là nó hiện lên cái nhà hàng đây. Ý, cho A Chiên nữa đang á. Ngồi ngoài không có đông người, Nguyên không có ngồi trong trống cả nhà. Ngồi ở trong máy lạnh. Đây là tổ chức sinh nhật, đám cưới đồ á. Cũng được nữa. Chứ đèn bãi sơ suốt mình thì khởi gì chứ. Xe màu trắng này ra mình đi vô được rồi. Vừa ngay bon luôn. Bà bao nè. Ý nó nhìn thấy bà đó, nhìn thấy bà. Nè bà ẩm nè. Bà ẩm kìa. Nè. Nó chạy xe gì đâu. Huy thiên bà. Ở ngoài ít người hơn. Cho. Ê cho Ben hả? Na Ben show. Cho Ben. Hả? Mình kêu ngồi ở đây đi, ở phía đó dơ. Cùng rác á, nghe mùi được nồng. Hay xưa thì giao cho quỷ quỳ nè Ben. Quỷ quỳ mỹ u rỉnh trồn. Mình kêu là Nguyên Anh ngồi tuốt ở đây, không có người đi nè. Đà đà đa. Kỳ tha cho trong chen. Về menu nè. Cái party này là. Nhà ba sẽ. Ý chứ con nào hẹo anh xưa nè. Bà cô con mì ồ. Ồ mì ồ. Nhà ba. Nguyên kêu cá này. Cho tôi xíu. Xíu. Nó có ý thổ ra. Bùi dao nè. Sai. Chứ cơ. Dù hình to nè. Chứ cơ. Ừ chứ cơ. Chứ cơ dù cu này bùi dao mà. Đó. Đó hả dù. Ý nghĩa này con ngồi đây nè Chiến à. Chiến à, ngồi đây nè. Ê cha. Này mẹ đây nè. Chiến không chịu ngồi. Na ha ha.
Ai panna tiga. Ý. Chị nghĩ gì dù con là. Cả xin sao tôi thương một chút. Ví dụ kêu hoa lá là có phấn là nó mà. Được rồi, anh em tôi kêu kêu, tôi kêu xác xỉ cho tôi. Chỉ coi cho xem cha ví dụ đã sao xỉ kiến cho thằng. Trước ta có đưa mình ăn, ta có đưa cái tố để cho mình rửa muỗng nấu nước nóng mà biết không của nào không sao không đem đi lại gì lại lèo là dầu chua dầu chua chung à chua chứ cái ăn chiên khởi gì xưa ồ cái gì ừ. Cái này ai chiên ăn được nè. Ý, đồ ăn lại cái ai chiên ngồi im gu luôn ta. Ê, hạt bao nó có phản nó chuẩn bị rồi. Hạt bao nó có phản nó chuẩn bị rồi. Rồi. Cái dĩa đây là 50 đồng á cả nhà, 50 đồng là khoảng 260 tiền Việt á. Ở trong đây có còi sò điệp nè, ngó sen, rau. Dĩa này 260. Ồ. Còn dĩa mướp này là 15 đồng. 15 đồng. Dĩa mướp xào với lại đậu hũ sốt trứng, sốt đó cả nhà. Là 15 đồng là khoảng nhiêu ta? 15 là khoảng 7 8 khoảng 85 ngàn. 8 khoảng 80 ngàn. Ni xưa à. Còn cá thì chưa biết. Cá thì cứ 100 gram là 10 đồng 8. Tính tới không biết con cá bao lớn. Nè, a chiên a chu nè. Cháu của a chiên á. Bố Huy đó. Chồng của nó mặn mà đâu có ăn đâu thấy mặn đâu ta. Ngó sen xào giòn ngon cho mày cái chèn tao à con đi vô cũng còn mất thử gì chưa dạ là. Mua cái kéo á nè cái kéo á nè ra cho chị ăn mà quên cái gì vậy chiên sao con nắm của mẹ nè của anh của con tới rồi nè chu để khai mà chồng nói nước nhiều vậy để nước nhiều cho nó cho sủi lại thôi bởi vì cho cháu nó nở nó nóng á cháu nó nở nhiều cá lại tận mà má lon kì nè à bà ba lon kì này mà bà ba lon kì á chiến á cá hấp xèo quá cả nhà để vô đây cái để nguyên nhúng vô nước cho chiên ăn cô là ha to là cô hả ồ lính sang xèo á lính ha to là tí ha tới quỷ chiên á rồi được rồi anh nó bét liền dồn mới luôn gọi chứ đâu ví dụ nãy nói chung là quên thì quên lấy cái yếm cho chiên đem theo cho chiên lấy cái khăn chùm đầu sang bên cho bên sang bên nha cho mẫu ví dụ mẫu chiên
có cây kéo cắt á. Từ từ con. Từ từ. Để xa mẹ đi. Nó bụng đó. Ok, mẹ cho con ăn nha. Ví dụ, anh chị ăn ngoan ngoan nữa. Anh chị ăn ngoan ngoan nữa. Thôi dạo rồi. Anh chị thích nhai rồi đó mà cũng chú. Anh chị phái ăn cá lắm á. Hai con không có ăn rau rồi là. Không có cầm đem mới kéo theo. Không dám cắt rau cả. Bây giờ chị ăn cháo không cần xay. Ăn cháo không có cần xay á, cho nên á đi ra ngoài á chở chị đi theo thì dầm ra vậy nè, nhuyễn nhuyễn xíu vậy là được rồi, anh chiên ăn được rồi. Trời ơi, đút chậm đó, đút chậm á, mẹ đút chậm quá mà. Mẹ đút cho anh chiên chậm quá đúng không? Cho anh chiên chậm quá, cho chậm đi. Trời ơi, giờ này đói bụng cục vàng của tôi á, trời ơi, hay ghét vậy hả? A chiên ăn no là mẹ cảm thấy no luôn á chiên. A chiên ăn mẹ thấy A chiên á ăn ngon á là mẹ thấy no à. Không có đói bụng luôn á trời ơi. Muốn phải đem cái muỗng theo cho A chiên mới được. Cái muỗng này. Suy suy rồi cái muỗng này nó hơi bự đối với A chiên nè. Có nghiệp không? Ồ đói bụng. Tha ơi. A chiên đói bụng. Ôi trời ơi trời. Xin lỗi. Ok mẹ xin lỗi. Ngon hết sức ngon trời. Ăn gần hết chén luôn nè ông bà của chú. A chiên ăn giỏi không bà của chú. A chiên ăn giỏi không bà của chú. A chiên ăn giỏi lắm nè ông bà của chú ơi. Quá ta ơi, ngon quá ta. Trời ơi, ăn một muỗng. Cái này là một muỗng sữa, một muỗng sữa gạo đó cả nhà. Nó ngon. Trời trơn rồi. Giỏi. Ê, hết trơn. Bà bác, cái nào bà bác. Hết rồi.
hết rồi nè. Thì à, chiên giỏi mà có chút. Đủ rồi con, ăn vừa đủ thôi là không có được ăn nhiều nữa. Hải giao, của giao cô nè. Cái này củ mài cả nhà, củ mài mà cũng có thể ăn sống được. Ăn sườn ghét. Cá này là của Nguyên hứng sấy đó cả nhà, chồng Nguyên ăn cá, ổng không có ăn bụng, không ăn đầu luôn. Chứ mà cho bé hải dù này bữa xưa anh. Trời ơi. Xưa à? Ông chừa lại cho Nguyên. Xưa Nguyên ăn phái ăn bụng lắm, mà chồng Nguyên không biết ăn bụng. Ông sợ tanh. Mà làm gì mà đâu có tanh. Bây giờ cô là cá bụng nó đâu có tanh đâu, ở nhà ăn béo ngon. Ăn cá cá chỗ ngon nhất là cái bụng, cái đầu. Mà ổng không ăn bụng, không ăn đầu. Anh Chiên nãy đòi ăn nữa mà Nguyên không cho ăn. Không có được ăn nhiều hơn nữa. Cắn ống hút gì mà chịu nổi không? Về nhà ăn bánh kem nữa đó. Chồng có mua cái bánh kem. Má đi đâu? Hả? Ba đi tính tiền rồi đó. Ba chị đi tính tiền rồi. Anh chị kiếm. Bà ba chị nãy đi đó. Hả? Bà má xin nãy đi nào á? Tưởng xe bà má xuống lại. Ồ, nhớ bà quá trời, nhớ bà luôn rồi. Ôi, nhầm coi. Ê, rút ra, bể rồi. Yeah. Bà má xuống lại rồi. Bà má chán na bên. Hello hả? Ôi chồng đi, chồng trả tiền mà cái thẻ, cái chỗ mà cái máy mà trả thẻ đó bị hư rồi. Hai chồng Nguyên không có đủ, sợ không có đủ tiền mặt đó cả nhà. Thấy bà nội không, rồi hai mẹ con mình đây giữa chén luôn rồi chứ sao giờ. Kêu chồng nã, xí nã. Trời. Biết bà nội không? Kêu chồng em lấy thẻ đi lấy tiền đi, chồng nó ở đây ở đâu lấy. Hả? Cha bên nã đi khâu trên dù vừa nã xẻ nào. Bà ba chi nã xẻ nào. Giờ hai Nguyên với Chiên ngồi đây đợi. Ba đi chạy xe đi lấy, đi rút tiền, lấy tiền để trả. Bao mà má ba. Ngồi đợi ba nha. Ngồi đợi ba, anh Chiên sợ. Sợ Chiên khóc. Không, đợi ba đi rút tiền. Trời, đi ăn mà nhục quá trời luôn. Đi ăn nhà hàng mà quê quá trời, quê không có tiền trả, trời ơi trời. Hỏi cái cô tính tiền á, cổ nói là cái máy mà trả tiền và thẻ đó bị trục chặt, hình như trục chặt mấy ngày nay hay là bữa nay gì đó, hồi nãy cổ nói mà Nguyên quên rồi, cho nên trả thẻ không có được, phải đi rút tiền.
thiệt chứ, lần đầu tiên trong đời. Nguyên Lợi rồi kìa, chồng Nguyên Lợi ơi. Trời ơi, được gì rồi, được gì rồi, được gì rồi. Xém mém mẹ da chiên ở đây giữa chén rồi đó. Mẹ nhìn ba kìa, ba kìa, ba kìa, ba kìa chiên. Nhìn đâu rồi, ba kìa, thấy không? Trời ơi, ba Lợi kìa, trời ơi, mừng quá, trời mừng rồi trời. Ồ, wow, tưởng đâu ở đây giữ chén không á, trời ơi. Dì quỷ cho chụp bên sĩ quằng. Wow, trời, hết hồn quá, hết hồn mất gì á. Dưa, chồng nói á, nếu như mà cái thẻ, cái máy á, cả tiền á, bị hư á, có thể nói trước cho người ta biết để mình đi rút tiền. Trời ơi trời, làm chồng chạy ra đây đi rút tiền. Cũng gần đây à, nãy ông chạy chắc cũng cỡ 5 phút, 5-10 phút. Tới giờ chị ngủ, trễ giờ chị ngủ, trời ơi, ngủ hồn dí, tưởng nó ở đây giữ chén à, trời. Bữa này giữ chén, bữa ăn này chắc giữ chén 2 ngày. Xuống lại nào, bà xuống lại nào. Đó là xén rồi. Coi nhiêu tiền. $117. 35 cent. Nè cả nhà, đây con cá hồi nãy là nhiêu tiền à? 86.4 đồng. Con cá hồi nãy là 400 gử cả nhà, khoảng 400 gử tiền Việt. 175 đồng. Ít bảy chi sâu đúng không ạ? Là khoảng 900 gử tiền Việt mình á cả nhà. San khoai. Nè, là khoảng 900 gử tiền Việt mình hết cả nhà. 175 đồng mấy sen quên, ai nó quên rồi. Khoảng 900 gử, 900 gử tiền Việt. Thải quật khan rồi quan chi đâu. Ba sữa to khoai. Ba sữa to khoai. Chảo bơ y kê. Cũng sữa giá, y bể y khoai. Quy ha. Trời ơi, trời, bữa sinh nhật đáng nhớ. Bữa sinh nhật đáng nhớ. Ê, ê. Ủa sinh rơ nhưng theo hình chiếc nén hình thớt đi. Thớt bé mà. Sinh nhật đáng nhớ. Một cái sinh nhật đáng nhớ. Ngồi chẹp bánh kem ăn. Về ăn bánh kem đó. Hỉ chia xe tan tàu, tan cào xưa. Về nhà còn chẻ bánh kem nữa. Chứ à, thấu thời rồi. Yêu cháu tàu chèm đó mà, tất nhiên lần là chân là xưa. Hay, hay lo, hay xíu đau xì. Xưa ti xưa. Lần đầu tiên luôn á trời, lần đầu tiên ăn đi ăn nhà hàng mà bị không có tiền, không có điện, ê không có tiền. Không có tiền trả. Ôi oh, trời quê, chồng nói làm anh quê cũng chết luôn á. Tiền mặt chồng Nguyên không có đủ, chỉ có chồng Nguyên tiền mặt chỉ có 140 mấy đồng thôi. Mà tính tiền 170 mấy đồng, ui là trời. Ê, bánh kem của Nguyên đây, bánh kem này phải đợi tủ đông cả nhà. Tại vì bánh kem này có kem á chồng. Đây. Trong đây nó như vậy nè cả nhà. Mình nắm hai cái này thì mình kéo lên, đặt cái bánh nó sẽ lên. Wow. 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 OK 啦，你下去你玩你的那个巴士啦。我跟你玩巴士。你的雷哥那边。阿金，阿金，阿金，好久没来了。哎，安，他有那个东西吗？刚才不是给你了那种。在冰柱上面。耶，ở trong đây là bánh kem. Cái lộn ở trong đây là có kem, ở trong trứng giữa cái nhà ở ngoài là kem. Ừ, để tủ đông mà nó không có đông nha. Bánh kem xịn. Bánh kem xịn nha. Cái này 100 mấy á cả nhà. Cái bánh kem này 100 mấy tiền mặt. Cái loại này nó xung quanh có hoa nữa nè. Có hoa. Màu này là xung quanh là hoa. Lấy kìa mặt lên. Nè, mình khởi gì xưa chứ cơ. Sủi bò. Này có xương khô nữa nè. Happy birthday. Happy birthday.
đây quay gì nè. Ôi là sư sơ tư. Happy birthday. Ê, kèm nó cứng nha. Ồ, ừ, dẻo quá, dẻo. Ha, hình hỏa. Ok, phi mặt của rau nè. Vừa xong không? Có miếng mấy miếng dán nữa. Thôi, rau lại á. Happy birthday. Trở lại. Anh chim có ăn là lẹ lắm. Nè. Này á. Sư lại nó có chai rồi. Nè. Anh chim có ăn lẹ lắm. Đó, có nè, nó tè. Ê, thôi làm cũng thổi. Thôi thổi thằng thổi đi. Có cho tăm nữa hay gì nè. Cái này cái gì đây? Như tăm á. Ồ, đèn cày. Ê, cái diêm que. Diêm que để mình đốt nến. Ồ, cũng lịch sự quá nè. Anh, hay dù kỳ nó cơ. Kỳ đèn hùa nè. À, hồi sải. Cứ cho cái diêm que nó, hai cái diêm que nữa. Mẹ chào, happy birthday. Mẹ chúc mừng sinh nhật đi con. Ê, đây mẹ cắt cho con nè. Đây. Happy birthday to you. À, chúc gia đình bình an. A chim ăn trong lớn ngoan ngoãn nghe là ba mẹ, là mẹ hạnh phúc rồi. Mẹ cắt bánh kem nè. Yeah. Cái này. Ôi cứng nha, hơi cứng. À, tại vì trong đây có kem. Ê, có kem á cả nhà, cho nên cứng dữ lắm. Ờ, chúc mừng sinh nhật 34 tuổi. 34. Dạ cả nhà, nhưng tuổi mùi á, tuổi dê. Tuổi dê chứ không phải chứ không có dê cả nhà. Bánh kem này mà ăn không hết phải đợi tủ đông chứ không có được để tủ mát. Ê, cứng lắm. Đây nó như vậy nè cả nhà, ở trong là kem đó. OK, thế là nghỉ rồi. Ê, ấy, đừng có cắn của mẹ. Chơi lâu như vậy. Ừ, anh chiên phái mấy cái áo mà có nè. Kìa, kem này là kem trái cây cả nhà. Anh chiên ăn được. Để trái cây giúp trái cây cho anh chiên ăn. Lạnh thì nhỏ trời. Cứng dữ lắm, cứng luôn. Sinh nhật Nguyên mà Nguyên không biết nữa đó. Không nhớ. Chào Nguyên sáng sớm. Chúc mừng sinh nhật. Có kim kìa dạ thế ạ? Ê kim của dạo bây giờ. Thì não nó cứ ai kim nại, sủi cùa á, thì bên nó thì qua kìa. Chồng Nguyên hỏi Nguyên cái kem cho ai chiên ăn được không? Cái kem ở ngoài nó không. Nguyên kêu chồng lấy cái cái gì lấy trái cây ở trong chợ chị nè, đó trong đây nó gì nè, trái cây trong đây mời cả nhà ăn với Nguyên nha. Xung xung khô. Ở trong không biết á. Ngon quá. Chẳng ta. Chẳng ta đi cứ chạy cái đêm mà. Ừ. Họ sáng mãn Mỹ á. Như người quýt á. Các bé. Chồng nó kem sung. Ừ, ơ, nó tí vậy. Hai dù hai chọn chừa nè. À, trong kem nè. Đúng rồi. Kem trái sung. Sung tươi luôn cả nhà.
thương hiệu này nổi tiếng lắm á, ở bên Malaysia, nước khác thì nhiên không biết có không, Việt Nam mình không thì sao thì nhiên không biết. Ê mà năm nay sinh nhật đáng nhớ nha. Sinh nhật năm nay đáng nhớ kiếm giữa chén mà không nhớ được. Phá đèn truyền quần là miếu. Ngon. Cái sung nó chua chua. Đáng mua cả nhà. Mình ăn cái này nó đỡ ngấy hơn, nó đỡ ngán hơn là mình ăn bánh kem kia. Tại vì kem này 99% là kem á, trong đây rồi ở ngoài chỉ là ở là kem bánh kem thôi. Tôi là ăn hết đỡ tôi làm. Tôi ăn rồi. Bữa nay A Chiên ngủ trễ rồi. Tôi nghe A Chiên ve suy đều ô. Chiếu đèn nào. Có rồi bữa đó kìa thưa. Đủ rồi không cho A Chiên ăn nữa. Xong rồi xong rồi xong rồi. Quê lắm luôn á bữa nay A Chiên. À Chiên đen tay gì chi. Xong còn xưa xá để miếng của chén. Dẹn lại thứ này thì ra là bữa nay chở A Chiên đi nhà ăn nè, kém cái không có tiền trả nè, thì ra là A Chiên nè. Hỏi với bạn mà của chú đi. À thôi, video của Nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của gia đình Nguyên nha. Mến chúc cả nhà một mới thật là ăn nè. Bye bye.